Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 2 có thêm một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương. Vào sáng ngày 2 tháng 2 năm 2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết cả nước đã có thêm một ca nhiễm trong cộng đồng. Ca bệnh này ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Bản tin lúc 6 giờ ngày 2 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. Cụ thể như sau, ca bệnh 1851, tức bệnh nhân 1851, nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, hò, đau rát họng và khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 2 năm 2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục được điều tra thêm. Số ca mắc ở Việt Nam như sau. Tính đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 964 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 271 ca. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 2 đến 6 giờ ngày 2 tháng 2 có 1 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số người cách ly như sau. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 27.714 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 227 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.917 người, cách ly tại nhà nơi cư trú 6.570 người. Tình hình điều trị như sau. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi được 1.460 bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 3 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện bệnh nhân 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. Bệnh nhân 1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Từ ngày nhập viện, tức ngày 15 tháng 1 đến nay, tiểu ban điều trị và hội đồng chuyên môn đã 4 lần tổ chức hội chuẩn quốc gia tình hình sức khỏe của bệnh nhân và yêu cầu Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi sát sao trường hợp này. Các bác sĩ và điều dưỡng có kinh nghiệm về hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã được điều động sang Bệnh viện Phổi để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân 1536. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cho biết sau khi phát hiện bệnh nhân 1660, nam 28 tuổi, tỉnh Hải Dương, đến TP.HCM trên chuyến bay VN213 ngày 28 tháng 1, bệnh viện đã phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford thực hiện giải mã bộ gen SARS-CoV-2 ở người bệnh này. Kết quả phân tích đột biến bằng phần mềm CoGlu cho thấy bộ gen của chủng virus thu nhận từ bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B117. Biến chủng B117 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Kết hợp với yếu tố dịch tễ liên quan, nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương là do biến chủng B117 gây ra. Quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận, trước khi đến TP.HCM, bệnh nhân 1660 đã đi đám cưới cùng người chị họ là bệnh nhân 1612 tại tỉnh Hải Dương. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.